Rạng sáng nay ngày 17 tháng 12, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường và đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm hai người thương vong. Theo đó, khoảng 1 giờ 45 phút, người dân di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng hướng Bình Thạnh về Thủ Đức. Khi tới trước trung tâm thương mại Sigamon thuộc phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thì phát hiện hai nam thanh niên nằm trong làn xe máy, cách đó vài mét là chiếc xe máy biển số tỉnh Nghệ An. Khi kiểm tra thì một thanh niên khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính, đã chết. Người còn lại là anh Quy, 27 tuổi, quê Quảng Trị, vẫn còn thở nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Những thông tin Công an thành phố Thủ Đức và đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn có mặt khám nghiệm hiện trường, hiện vụ việc đang được làm rõ.